Chào chào bạn, con là Hồng Vũ năm sáu, con học trường Sandia. Sản phẩm hôm nay của con là về đường lên đỉnh Olympia. Con đã thiết kế theo ý tưởng riêng của con. Các khối lệnh của con là khi bấm vào lá cờ đi tới điểm X trừ 8 y bằng 22 đặt vị trí bằng thành 1 đợi đến khi vị trí bằng 22 thế trong 1 giây tới điểm X bằng 50 y bằng 43 đợi đến khi vị trí bằng 3 nước trong 1 giây tới điểm X bằng 13 y bằng 68 đợi đến khi vị trí bằng 4 nước trong 1 giây tới điểm X bằng âm 55 và y bằng 73 đợi đến khi vị trí bằng 5, lướt trong 1 giây tới điểm X bằng âm 4, Y bằng 117. Đợi đến khi vị trí bằng 6, lướt trong 1 giây tới điểm X bằng âm 37, Y bằng 126. Nó thắng rồi trong 1 giây. Khi bấm vào lá cờ xanh, phát tin start. Chào mừng Olivia, mày hôm Messi thành nhé trong 2 giây liên tục đặt A thành lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 100, đặt B thành lấy ngẫu nhiên từ 1 đến 100, đặt tổng thành A cộng B, hỏi kết hợp A kết hợp cộng B và đợi, nếu trả lời bằng tổng thì thay đổi vị trí một lượng 1 là đúng rồi trong 2 giây, nếu không thì nó sai giờ trong 2 giây. Khi nhận start đặt time thành 60, lặp lại cho đến khi time bằng 0, đợi trong 1 giây thay đổi sang một lượng âm 1, nếu time bằng 0 thì nó thua rồi trong 2 giây. Khi bấm vào lá cờ phát âm thanh nhạc hết. Bài thuyết trình của con đến đây đã hết rồi. Rồi, ok, cảm ơn phần thuyết trình của bạn Hoàng. Cho cô hỏi một chút là các cái hình ảnh trong bài của Hoàng Vũ này chỉ để trang trí thôi đúng không con? Đúng không Hoàng Vũ? Con mở mic lên. Vũ ơi, con mở mic lên con. Đang tắt mic đây. Dạ, vâng, Cái hình ảnh con sưu tầm trên mạng. sưu tầm trên mạng trang trí thêm đúng không? Rồi ok. Các bạn trong lớp chúng ta có nhận xét gì cho phần thuyết trình của bạn Hoàng Vũ không? Cô mời Gia Linh này, Gia Linh có nhận xét gì không Gia Linh? Em thưa cô là sản phẩm của bạn rất sáng tạo. Thế à? Ok, cảm ơn bạn Gia Linh. Các bạn khác thì sao? Cô có một số nhận xét cho sản phẩm của bạn là phần thuyết trình của bạn Hoàng Vũ nhé. Trước tiên thì đối với phần sản phẩm thì cô thấy là sản phẩm của bạn có sáng tạo về các cái hình ảnh, có cái ý tưởng cũng rất là hay. Tuy nhiên thì vẫn chưa có nhiều cái chức năng mới ở trong sản phẩm. Thì cô hy vọng là những sản phẩm sau thì Hoàng Vũ cố gắng phát triển thêm cái chương trình nhé. Và ngoài ra cô góp ý một chút ở cái phần hình ảnh đường đi ấy.
Cô nghĩ là con nên để nó to hơn một chút thì nó sẽ cân đối hơn trên cái màn hình sản phẩm của con. Ví dụ cái hình ảnh cái cúp thì mình có thể để nhỏ hơn một xíu. Còn lại cái phần đường đi thì con có thể để to hơn. Nhìn như này nó hơi nhỏ. Còn đối với phần kỹ năng thuyết trình thì cô thấy là bạn Hoàng Vũ nói cũng khá là to rõ ràng. Tuy nhiên là giống như bạn Ngọc Hưởng là chú ý cho cô ở cái bước mô tả. Hình như là các bạn đa số đều bị quên một chút ở cái phần mô tả là khi mà chúng ta chạy chương trình ấy, thì mình nên giới thiệu là cái sản phẩm của mình nó hoạt động như thế nào. Ví dụ khi bắt đầu chương trình thì bạn Doraemon bạn ấy nói gì, bạn Nobita bạn ấy hoạt động như thế nào. Đấy thì chúng ta nên giới thiệu mô tả về cái phần đấy nhé các bạn. Chúng ta chú ý phần này cho cô. Rồi, ok, cô cảm ơn phần thuyết trình của bạn Hoàng Vũ. Vì những sản phẩm sau thì Hoàng Vũ sẽ cố gắng chú ý nhé ở cái phần mô tả.